Mọi người làm xong rồi à? Muộn rồi đấy, ăn gì để chị gọi? Ăn bánh mì hay là ăn bún đây? Ăn cái gì mà chẳng được. Ngày nào chả cơm đường cháo chợ, chị chán lắm rồi. Ước gì thì ăn cơm nhà nấu nhỉ? Bây giờ chỉ thèm cơm nhà thôi. Mấy đứa thích ăn cơm nhà nấu đúng không? Vâng ạ. Được rồi, từ ngày mai chị sẽ bảo bác giúp việc chuẩn bị cơm trưa cho mấy đứa. Từ nay chúng mình sẽ ăn cơm nhà nấu nhá. Chúng em cảm ơn sếp ạ. Chị mua gì ạ? À? Em ơi, có vịt ngon. Có chị ơi, đây bác chị nhá. Bắt cho chị một con ngon ngon vào nhá. Rồi em đang. Bao tiền một cân này? Bí này 13.000 một cân à? Cân đi. Đấy. 300.000 một cân luôn à? Thế cắt cho cô một cân nhé. Mỗi chúng ta có lẽ sẽ đều trải qua những giai đoạn. Ngày còn nhỏ chỉ muốn bay nhảy khám phá thế gian. Cơm nhà nấu có đôi khi thật nhàm chán. Muốn được cùng chúng bạn hẹn hò quán xá. Muốn được thử nhiều món ngon mới lạ trên đời. Có khi chỉ là chiếc bánh mì, vài ba bát bún, nhưng lại ngon miệng đến lạ thường. Thế rồi khi lớn lên, bon chen với cuộc sống, lại thèm lắm những bữa cơm nhà. Chỉ là thịt rang, rau xào, bát canh đơn giản thôi mà sao nghĩ đến nghe ấm lòng lạ thường. Chị biết các em, những nhân viên của chị vì cuộc sống, vì đam mê mà rời xa gia đình, tới những thành phố xa lạ để lập nghiệp, cũng như chị ngày xưa vậy, cũng miệt mài, cũng hăng say lao động và cũng thèm lắm những bữa cơm gia đình. Chị may mắn đi trước, có được những thành tựu nhất định. Chị muốn chia sẻ những điều này với các em, muốn dành cho các em những đãi ngộ tốt nhất trong khả năng của chị. Chị mong rằng các em luôn có sức khỏe và tâm thế thật thoải mái để có thể cháy hết mình với đam mê. Chúc các em luôn có những bữa trưa ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. Cơm đến rồi đây mọi người ơi. Cháo sách rồi.